Theo phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng biển Việt Nam gồm 5 nhóm. Trong đó, cảng biển Đà Nẵng thuộc nhóm 3 cùng với 7 cảng biển khác là cảng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo đó, ở nhóm cảng biển này, mục tiêu đến năm 2030, hàng hóa thông qua từ 138 triệu tấn đến 181 triệu tấn, hành khách từ 1,9 đến 2 triệu lượt khách tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 4,5 đến 5,5% một năm. Hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 1,7 đến 1,8% một năm. Hoàn thành đầu tư toàn bộ khu bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng và hình thành cảng phục vụ hàng hóa trung chuyển quốc tế tại Vân phòng Khánh Hòa. Thông qua quy hoạch nhằm phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn hàng hải, và bảo vệ môi trường nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế